Đây là cái món nấm đùi gà xào tôm của mình ha. Đó mọi người. Mình thấy nó rất là ngon luôn mọi người. Mình ăn rất là ngọt luôn á. Nấm đùi gà xào tôm ha mọi người ha. Rất là ngon luôn. Ăn cái này chắc sẽ là bổ lắm luôn á mọi người. Rất là ngọt, rất là ngọt. Thế là mọi người, chiều nay thì nhà mình ăn cơm sẽ có cái món nấm đùi gà xào với tôm ha. Thì ở đây mình có mấy con tôm nè. Ở đây mình có bốn con tôm mà mọi người, mà mình cắt chẻ làm đôi ra, tại vì con tôm nó rất là lớn, rất là dày ha. Ở đây là nấm đùi gà nè. Có chỉ có một cây thôi mọi người, cây này khoảng 2 lạng rưỡi đó, mà nó rất là bự, rất là nhiều ha. Ở đây mình có hành nè, lá nè, tỏi và hành tím nè, và mình sẽ có bột nêm với dầu ăn ha. Người nhìn thấy nấm đùi gà rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ xào nấm ha. Mình cho dầu ăn vô rồi. Nó nóng rồi thì mình cho hành, cho tỏi vô luôn mọi người. Tôm vô ha. Cho nấm vô luôn ha. Có một cây nấm rồi mà nó quá trời luôn á mọi người. Mình sẽ cho một chút xíu vào hàm vô.
nấm đùi gà này là do mình dịch là nấm đùi gà ha. Cái tên bên Tây người ta kêu là King Oyster. Là mình nghĩ King Oyster là giống như là hào vua hào chúa vậy đó mọi người. Ngon con hào chúa. Cái này là nấm hào hả? Mình thì dịch ra là nấm đùi gà. Tại vì nhìn nó giống như cái đùi gà. Ôi, xỉn ngon lắm luôn á mọi người ơi. Rồi mình sẽ cho hành vô nha. Thơm quá. Rồi, xong rồi.